đẳng cấp quả chữ luôn em ơi, giống như là nó phán xạ tự nhiên như thế thôi. Rồi dễ một ngư, rồi bây giờ là đối đầu nè, hai ngư xong rồi bỏ qua hai ngư anh em ơi, xong rồi ba ngư xong rồi làm như thế nào đây, bốn ngư năm ngư trời ơi, cái pha này là cái pha mà đậu xanh đó. Thì đây là hai siêu phủi nha anh em, đây là siêu phủi Trà Vinh, đây là siêu phủi Hậu Giang nha. Nó thì hôm nay làm sao có được làm nha. Cái gì? Rồi em đã lấy cái này rồi đó. Rồi. Thì nè, hôm nay nè, một đôi một chiếc nữa nha. Chiếc nữa hả? Thành đôi luôn hả? Đúng rồi. Rồi. Thì cái đó có cởi thì cái này là hôm nay. Dữ dạ, phải không? Thì hai anh em gắn lên nha. Ok. Chiến hết mình luôn. Chiến. Đây là dân mèo nha anh em, đây là Thịnh Phan nha. Ngày tướng đó, anh em biết đón 2k mấy anh em. Đó, ngày tướng 2k4 nè. Còn ngày tướng 2k6 mà nói gì nè anh em. Đó, nó bảo nó sinh non mà đứng muốn tới trụ điện luôn rồi. Đó, rồi hôm nay chụp sao hết. Lấy cúp về cho anh Quý. Lấy cúp không? Bao lấy cúp. Rồi mèo sao nè. Thì sau ngày tôi đi chinh chiến trường người khác thì hôm nay sẽ về Cần Thơ. Tôi hứa sẽ lấy cúp về cho anh Quý. Lấy cúp không? Đâu ăn mừng lấy cúp ơi, lấy cúp sao đâu, diễn tả ơi. Vậy đó hả? Rồi quyết tâm ha. Tao đưa mày cái ống hút, mày bá đây mà nút. Đúng không? Dữ. Ôi, dưới chạy. Đi đâu đây vậy? Các bạn dưới đâu chạy. Ồ, dưới tóc hả? Mày chết rồi, mày đụng nội đâu đi, mày chết con. Nó làm sao quá. Ôi ôi nó cống. Hôm nay có ghệ nữa trời. Có ghệ không biết đá được không nữa ta. Rồi sao có định cổng lưới này mạnh không? Có không? Chất lượng không? Ok một cổ luôn ha. Này có hút nhầm nữa. Số 13 chứ số mấy ông nội. Chết 13 thì anh em ơi. Cái gì vậy mày? Ủa quỷ con ai quá. Nhìn kìa quá. Trời ơi, trời ơi, trúng á đâu ạ. Vậy sao chơi? Trời ơi, khó chịu rồi nghe. Chịu không có nổi à. Ồ, khởi động kỹ nha, gọi nay sao quá Tuy. Này, em làm bao nhiêu bữa hổm vậy đó, nhưng mà bữa hổm mới 1 phần công lực của em mà. Vậy? Em làm 10 phần công lực của em hết phần luôn. Bữa mới có 1 phần công lực thôi, hôm nay 10 phần luôn. Trời ơi, dữ, để coi. Ê kiên. Dạ. Rồi hôm bữa rồi, bị lật rồi sao rồi, cẳng rồi giờ sao đó được không? Em cứ ok, em đá chứ là không nào qua được em chứ. Không qua được không? Dạ. Chắc không? Chắc. Chiến như bắp luôn, hết mình luôn ha. Dạ. Ok. Quý Thanh rồi chuẩn bị vô hiệp 1 kìa, rồi sao? Trận đầu rồi có khớp như hôm bữa nữa không? Mấy bữa nay xuống phong độ anh em ơi. Xuống phong độ hả? Quyết tâm lấy lại phong độ nha. Đúng. Nè. Gì vậy, khởi động gì kỳ vậy? Cái này thời đại máy nữa. Cái động gì kỳ á? Hàng này cái động gì kỳ á? Cái động. Cái gì sao? Đã chưa? Kìa. Làm luôn, kéo cộng luôn. Ok anh em ơi, thì trận đầu thì tôi đụng độ với team áo xanh nha anh em ơi. Đỏ gì nhìn tướng nói chung là mấy bạn này 2k6 2k7 thôi, nhưng mà cái tướng quá trời là tốt luôn nha anh em ơi. Thì không biết thì team tôi có thắng hay không á anh em. Thì anh em giống như là cùng đón xem cái trận này nó sẽ như thế nào nha. Rồi, thì bây giờ là Quý Thanh sẽ làm như thế nào đây. Quý Thanh vẽ một ngư, hai ngư, nhưng mà truyền chơi giống như là Thanh Quy, nhưng mà Thanh Quy không được kìa anh em ơi. Đó, thì bây giờ là Thanh Quy nè. Thanh Quy sẽ làm như thế nào đây? Rồi, Thanh Quy truyền cho Quý Thanh, Quý Thanh xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là Quý Thanh giống như là xử lý nè, một ngư, hai ngư, xong rồi ba ngư, bốn ngư, nhưng mà không được anh em ơi. Đó, Quý Thanh nó như là một con ác chủ bài vậy đó anh em ơi. Đổ Quý Thanh một ngư nè, hai ngư nè, xong bốn ngư là ba ngư, còn xúc vô luôn anh em ơi. Nhưng mà cây camera không có quay kịp anh em ơi. Đó, để anh em thấy chưa? 1-0 nghiêng về tay Quý một ngón nha anh em ơi. Đó thì quá chi là hay đến từ vị trí của Quý Thanh luôn. Rồi thì giờ là Thanh Quy sẽ làm như thế nào? Thanh Quy xúc nhưng mà hữu môn chụp được nha anh em ơi. Ở hữu môn trên đó chụp cái gì là hay anh em. Rồi trời ơi, quá chi là đẹp đến từ vị trí của Thanh Quy là Thanh Kiệt luôn anh em ơi. Đó anh em xin đôi anh em ơi. Đó thì tỷ số là 2-0 nghiêng về tay Quý một ngón nha anh em. Rồi thì bây giờ là Thanh Quy truyền cho chúng là Quý Thanh xúc. Trời ơi, 3-0 nhẹ nhàng đầy tình cảm luôn anh em ơi. Thì hôm nay Quý Thanh đội xanh nó lấy lại phong độ của đáo, giống chung là quá khứ đi anh em ơi. Đó thì bây giờ là quốc khởi xúc, nhưng mà trời ơi trời, Quốc Khởi nó xui chúng cục vòng anh em ơi. Thì bây giờ đây là pha đá phạt, Quốc Khởi chuyền chung kiên, trời ơi 4-0 luôn, đông cuộc tình em ơi luôn anh em ơi, 4-0 luôn. Đó thì đây là mới cái vòng bảng thôi nha anh em.
đó thì anh em nếu mà nhớ giúp tôi nút like đăng ký kênh hộ cho mình nha. Đó thì đây là một pha giống như là lỗi của Quốc Khởi nha. Thì anh em nhìn tem người ta đá phạt này nha anh em ơi, rõ một cái đùng cái luôn nè, đúng cầu, trời ơi siêu phẩm anh em ơi. Đó thì nói chung là 4-1 nha anh em ơi, rõ một trái danh dự đó anh em ơi, tôi đảm bảo anh em luôn. Đó thì bây giờ là giống như quốc quy xúc, trời ơi chúng cục dọc anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là giống như là giá kẹt xúc nhưng mà cũng không vô luôn anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Trung Kiên nè, Trung Kiên sẽ truyền cho giống như là quốc quy xuống bóng, trời ơi nó xuống ông nội, nó xuống vậy là nó kêu thủ môn đập anh em ơi. Đó, nó xuống trên cái bóng mà cái khoảng cách đó rồi vô cái mặt một cái là xong cuộc tình em ơi luôn á anh em ơi. Rồi quách quy nhưng mà không được luôn anh em ơi. Đó rồi quách quy dễ một ngư, xong bây giờ là tiếp tục là quách quy chết nhưng mà không vô luôn anh em ơi. Đó kỹ thuật đó anh em ơi, kỹ năng đó anh em ơi. Rồi thì bây giờ là giống như quách quy đó sẽ làm như thế nào đây, trời ơi trời, xong luôn anh em ơi. Đó thì cái giải này là cái giải của tôi giống như là lần năm nha anh em ơi. Đó thì mấy bạn này giống như là đăng ký nói chung là giao lưu với anh em. Rồi Quý Han, trời ơi nó là chút có ác đạn chứ chú ơi, chút cái là thủ môn đứng nhìn luôn anh em ơi, không có thể nào mà nó chụp được luôn anh em ơi. Đó thì nãy giờ là 7-8 trái rồi đó, tôi thì tôi cũng không biết nữa anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ tiếp tục, trời ơi xong luôn anh em ơi. Thì hình như là mấy bạn này hình như là lần đầu mà đi lấy giải hay gì đó anh em ơi. Đó nên nói chung là tụi tôi ăn quá trời quá đất luôn, tôi cũng không hiểu sao đó anh em ơi. Đó thì tụi tôi thắng rồi nha anh em ơi. Đó nên bây giờ tụi tôi sẽ qua giống như là bắt tay giống như là đội bạn nha anh em ơi. Đó nói chung là trận này là ok rồi đó anh em. Rồi Khởi nãy xúc vô chứ nào? Không luôn hả? Trời ơi mang gì mới lỏ rồi mọi ơi. Về chiếc này dục ra giày này luôn rồi. Rồi kén tạo nhưng mà đâu có ghi đâu. Rồi nháp nha, kén sao làm sao được làm đó. Còn đây là Duy Bẩm, hồi nãy chụp xử lý cái banh đẳng cấp chứ trời. Ngầu, người ta kêu idol nhóc chứ. Quải cả trưởng kìa chứ. Ba trái 5 xị, ông nội chơi lớn như ba. Ai có tiền anh em. Rồi Quý Hành vô ghi hết chiếc luôn, hết cớp rồi. Chuyện này phải cháy nha Quý Hành. Cháy nha. Ok. Rồi làm giờ Kiên. Dạ anh có like. Có like hả? Dạ. Trời ơi, rồi thấy trận đấu nãy làm sao? Dạ, mềm á, quá nhàn á. Rồi xúc cho được cái nào? Hai trái luôn. Đúp luôn trời. Chặn sau gán 3 trái luôn. Ok, chặn sau 3 trái luôn nha. Đồ, đẹp trai với ta ha, chuẩn bị ra dự bị tiếp. Con chặn này tao không cá luôn. Biết luôn hả? Biết trước luôn hả? Tôi cởi áo luôn rồi nè. Biết trước các bạn hả? Quay rồi, quay. Dán này chiến này sao quay? Nãy thì cái trận đầu thì chưa có sung. Chưa sung đúng không? Sung hết mình đúng không? Mà đội này chiến này căng lắm nha. Ghi tới 2 trái luôn, chắc không? Ví dụ không có ghi về số clip gì. Ok. Thì đội 2 của tôi anh em ơi, đó thì gặp đội giống như là ghiền đá bóng nha anh em ơi. Đó nhưng mà hơi hiếu cầu chút xíu nha. Đó thì nói chung là ghiền đá bóng thì hồi đó thì anh em cũng biết rồi, quá khứ đi anh em ơi. Đó nhưng mà bây giờ tôi gặp lại thì không biết sẽ như thế nào thì anh em cùng đón xem nha. Thì cái trận này thì nói chung là nó kịch tính lắm anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là toàn chương xúc nhưng mà cũng không vô luôn nha anh em ơi. Thì giờ là mèo sẽ truyền lên cho giống như là toàn chương. Rồi toàn chương vào không mà xúc nhưng mà toàn chương trước nha anh em ơi. Đó thì cái trận này anh em, đó nói chung là nó gây cấn, nói chung là gượt đuổi tỷ số, nói chung là đá năm được các thứ anh em. Đó nhưng mà tụi tôi cũng là giành chiến thắng không nổi này, tự nhiên lỗi vô cái chân như trời. Rồi thì bây giờ là tiếp tục là dân phát chút nhưng mà bên kia giống như là hủ môn bên tôi đỡ được nha anh em ơi. Đó rồi dân phát cũng không được luôn anh em ơi. Rồi thì bây giờ là toàn chương sẽ làm như thế nào đây mà không được anh em ơi. Lỗi về giống như là Khánh Duy rồi anh em ơi. Đó lỗi nha. Rồi thì bây giờ là tiếp tục là toàn chương nè, đây là một pha của toàn chương nè, để coi một pha xúc phạt nó sẽ như thế nào. Rồi đúng, trời ơi góc chữ A luôn nhưng mà hổ môn mới chụp được anh em ơi. À, khá chi là xu luôn anh em ơi. Rồi thì giờ là thằng mèo chuyền với đức cống, trời ơi đức cống quá chi là dở pha đó luôn anh em ơi. Pha đó mà chỉ móng cái là ngon lành nè anh em. Rồi chuyền cho mèo, rồi tiếp tục là đức cống với hòa nhã phá banh thành công rồi anh em ơi. Đó hòa nhã nói chung là pha đó ok đó anh em ơi. Rồi thì bây giờ là sốt nhưng mà ơi trời ơi chúng cút dọc anh em ơi, thằng đồng cục hai nữa rồi anh em ơi. Đó thì hết hiệp 1 rồi nha anh em ơi. Thì bây giờ là bắt đầu hiệp 2 nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là đá 5 luôn. Đó bên đây là đá 5 luôn.
Đó rồi, thì bây giờ là chiên sút nhưng mà Vinh lỡ được. Rồi, sút nhưng mà vẫn đỡ được anh em ơi. Rồi, hình Messi, của Phúc Nhân anh em ơi. Sút nữa anh em ơi, trời sút hụt cho chúng Messi. Rồi, sút nữa luôn. Trời ơi trời, cái gì mà nó sút dữ vậy không biết nữa anh em ơi. Rồi, thì bây giờ là hình Messi nè. Hình Messi sẽ làm như thế nào đây? Hình Messi xỏ háng nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Đó, rồi, thì bây giờ là sút không được luôn. Không được, trời, anh em chưa. Ui, toàn khoan, nói chung chụp cái pho đó ghê dữ ta. Đó, phản xạ kinh điển ngày trước ông nội. Đó, quá chị đến hay đến đường chiến Phúc Nhân phá banh luôn anh em ơi. Đó, Phúc Nhân là dự bị nha anh em ơi. Đó, nhưng mà có một cái là đó hay lắm nhưng mà đồng đội không có tin tưởng anh em ơi. Rồi, rồi, thì bây giờ lăn xác quá hay đến từ vị trí của mèo luôn anh em ơi. Đó, thì cái trận này tôi nói thiệt với anh em mà nó kịch tính thì thôi đi anh em ơi. Đó, thôi, thì bây giờ là nói chung là bắt bài giống là chân trái của ông Gia Huy nha anh em ơi. Nên là nó không có xúc được anh em ơi, nó có một càng anh em ơi. Đó, rồi, thì bây giờ đây là pha chuyền lại cho giống là toàn trương. Rồi, thì bây giờ là bên kia là bây giờ là đá năm rồi đó anh em ơi. Đó, nhưng mà bị giống là bắt bài anh em ơi. Đó, rồi, thì bây giờ là làm như thế nào đây? Rồi, rồi bây giờ liệu coi. Rồi, hết giờ luôn anh em ơi, ngon lành canh đào. Cảm giác trận này sao em? Cái lỗi cố gắng hết sức rồi. Hết sức đúng không? Thành quả là ok xảy ra cho em. Sao anh? Trận này em thấy sao? Quá đã anh rồi. Quá đã phải không? Thì sao Đức Công? Đi xích nước nè chứ. Vậy đi xích nước có đá mà nhưng thấy trận này là chắc. Thì chắc phải không? Chắc là dân du lịch mà. Ê, vậy. Ê, tham gia kìa. Nè, thấy sao thấy? Kịch tính nha. Được đổi chỉ số. Chặn sau phải gán ăn để vô vô đấu chung kết với Lọ Xanh nha. Ok. Kèo. Quyết tâm. Rồi thì bây giờ là đội 1 của tôi mới là gặp đội Thí Anh FC nha anh em ơi. Đó, thì cái đội này nói chung là khá là hay luôn á anh em ơi. Đó, rồi thì bây giờ là Thanh Kiệt sẽ làm như thế nào đây? Thanh Kiệt sẽ chuyền cho Quý Anh sút, nhưng mà trời ơi, tí nữa hồi là có một chiếc siêu phẩm anh em ơi. Rồi trời ơi, cái pha đó giống như là Di Mập chụp ảo dữ trời. Pha đó tôi thấy vô nhưng mà không có vô anh em ơi. Rồi bây giờ là Quý Anh, trời khá chỉ là ăn ý luôn nhưng mà không vô anh em ơi, khá chỉ là xui luôn. Đó, rồi thì bây giờ là tiếp tục là Quý Hanh nè. Rồi, Hanh Quý chuyền cho Quý Hanh sút. Rồi, vô luôn, 1-0 nhưng mà tem Quý Bọc Con nha anh em ơi. Rồi thì 1-0 nghiêng về tem Quý Bọc Con nha anh em ơi. Đó thì anh em nhớ giống như là giúp tôi nút like đăng ký kênh họ cho mình nha. Rồi, thì bây giờ Di Bụm chụp vào đó quá chỉ là ghê luôn anh em ơi. Thì đây là pha xuất hiện của tem Thí Anh FC nha anh em ơi. Đó, thì cái trái này đẹp lắm anh em ơi. Tỷ số là 1-0, bỏ lộn một điều rồi nha anh em ơi. Đó, rồi thì bây giờ là Trung Kiên chuyền với Quốc Quy sút nhưng mà chúng cột dọc nha anh em ơi, khá chi là xui luôn. Rồi thì bây giờ là cũng hết hiệp 1 rồi đó anh em ơi. Đó thì bây giờ là sẽ qua hiệp 2 nè. Thì bây giờ là Quý Hanh vẽ một người xong rồi làm như thế nào đây, chuyền cho Hanh Quy. Rồi bây giờ là Hanh Quy sẽ làm như thế nào đây, Hanh Quy chuyền cho giống như là sút cho Quốc Khải. Trời ơi, thằng đó cột hai nữa là anh em ơi. Đó thì bây giờ là Quý Hanh nè. Quý Hanh sẽ chuyền cho ai đây? Quý Hanh quyết định là chuyền cho Hanh Quy sút nhưng mà vẫn không vô luôn anh em ơi. Rồi, thì bây giờ tay bên kia phản công. Rồi, thì bây giờ là vô. Anh Kiệt là người sút vô nha anh em ơi. Thì tỷ số là 2-1 rồi nha anh em ơi. Đó. Rồi, thì bây giờ là Thí Anh FC. Rồi, sút nhưng mà ôi, quả này phải chưa? Quý Hanh nó chụp pha này đẳng cấp quá chỗ luôn anh em ơi, giống như là nó phán xạ tự nhiên vậy anh em ơi. Rồi, dễ một ngư. Rồi, bây giờ là đối đầu nè. Hai ngư, xong rồi bỏ qua hai ngư anh em ơi. Xong rồi ba ngư, xong rồi làm như thế nào đây, bốn ngư, năm ngư. Trời ơi, cái pha này là cái pha mà đậu xanh đó, tôi gặp nó ở dưới giống như là sóc trăng nè anh em ơi. Anh này đít có thể giống như là cho thêm một đoạn kia lên thêm cái đoạn này nha. Đó, quả cái chỗ thiệt anh em ơi, nó dẻ một hàng ba hàng bốn hàng hủ môn luôn anh em. Ảo là gia đài chứ không nổi. Rồi thì team tôi giành chiến thắng rồi nha. Nè ha, khởi ha, vậy mà không ghi vàng được ha. Cái trái banh nó gần vô ông Hành luôn rồi. Chiều đi. Chiều nữa hả? Hứa cơ hẹn bài vậy. Cơ hội cuối đúng không? Cho cơ hội cuối nha. Ok bắt tay. Ok. Chiều. Ồ đồ, nãy vẽ qua hai người xúc loạn háng luôn nội dữ vậy. Trời, mấy điều này quá bình thường với em anh. Quá bình thường luôn. Trời, anh muốn vẽ
dữ hơn không? Muốn. Rồi chút xíu em làm dữ hơn nữa. Chút xíu đúng không? Ok. Rồi thì tôi đụng độ với tay máu vàng, giống như là cái trận này cái trận thứ ba, để giống như là dòng bảng anh em biết là ai là nhất bảng anh em ơi. Đó. Rồi thì bây giờ là bắt tay giống như là bắt đầu trận đấu thôi anh em ơi. Rồi thì bây giờ là Thanh Kiệt. Rồi bây giờ tay máu vàng phản công. Rồi dẻo Thanh Kiệt. Xong rồi sút. Trời ơi, Di Bụng lấy nguyên cái bụng đỡ luôn em ơi. Sút nhưng mà như là vẫn không vô luôn em ơi. Rồi thì đây là pha chuyền lên cho Quý Thanh nhưng mà bị giống như là bên kia bắt bài. Sút. Trời ơi, bên đây nói chung là súng đạn gì bắn dữ chứ trời. Rồi thì bây giờ là chuyền cho Quý Thanh nhưng mà không được rồi anh em ơi. Đó, chuyền quá chi là sâu luôn. Đó, rồi thì bây giờ là quá chi là hay đến từ vị trí của Thanh Kiệt luôn anh em ơi. Đó, một pha giống là cản phá bên thành công rồi. Rồi thì bây giờ là Quý Thanh nè, Quý Thanh anh em nhìn Quý Thanh xử lý nè. Rồi bây giờ là Thanh Quy. Rồi thì bây giờ là Quý Thanh. Trời ơi. Tôi có chịu đâu anh em ơi. Rồi thì giờ Quý Thanh solo 1-1 nè. Rồi thắng nè, xong rồi chuyền cho nhưng mà không được luôn anh em ơi. Bên kia chơi máu lửa quá anh em ơi, quá chi là hay luôn. Rồi bây giờ tiếp tục Quý Thanh nè, Quý Thanh solo nè. Đó, hà không lấy được chứ không cho chế banh ra nha anh em ơi. Rồi xuống chứ mà không vô luôn anh em ơi. Đó thì bây giờ là chuyền cho giống như là Quý Thanh nè. Quý Thanh rồi nhưng mà Quý bị lỗi anh em ơi. Đó thì đây là bây giờ đây là một pha xúc lỗi nha anh em ơi. Thì bây giờ là Giá Kiệt đúng. Trời ơi, vô là đẹp luôn rồi anh em ơi. Vô là đẹp mắt luôn rồi anh em ơi. Đó, rồi, thì bây giờ căng hai luôn. Rồi, thì bây giờ là Thanh Quy. Trời ơi, anh em ơi. Tôi quất bờ heo. Quái cái trưởng này anh em ơi, nó xuống, nó vô luôn kìa. Ảo Lazada thiệt chứ không nội. Rồi, thì bây giờ là bên kia xúc. Rồi, xúc vẫn không vô nổi Minh Thành nha anh em ơi. Đó, thì đây là một pha xúc phạt của chúng là tay bạn nha. Rồi, thì bây giờ là xúc nhưng mà Minh Thành. Trời ơi. Minh Hạnh nó gan trời, nó dám lấy cái tay nó đỡ pha nó luôn em không thôi là vô rồi anh em ơi. Rồi thì bây giờ là thì cái pha đó là trúng tay của Trung Kiên nha anh em ơi, nên bị sút giống như là chấm sáu lỗi anh em đó, nhưng mà trúng cục dọc anh em ơi, khá chỉ là xu luôn. Trời ơi, nhưng mà không vô luôn anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Trung Kiên sẽ chuyền cho giống như là quốc khởi chuyền lại nhưng mà vẫn không vô luôn anh em ơi. Bộ môn nói chung là bộ môn chơi máu lửa đó anh em ơi. Rồi bây giờ là solo 1-2, 2-1 giữa Quốc Khởi nhưng mà không được anh em ơi. Nhém tí nữa là Quốc Khởi đánh lừa được đó anh em ơi. Rồi bây giờ là sút giống như là Gia Kiệt đỡ ra thành công rồi anh em ơi. Rồi thì bây giờ là chuyền cho giống như là Trung Kiên sẽ chuyền cho Quốc cho giống như là rồi xong luôn. Quý Thanh chuyền lại cho giống như là Trung Kiên sút vô nha anh em ơi. Đó thì ngon lành cành đào ơi. Cái này sao đại ca, quá đã luôn, quá có trái chim phỏng ác ma thiệt chứ. Cái này là quay ra cái này TikTok bà xu hướng luôn. Con đấu này sao Quý Thanh? Đấu này căng thẳng anh ơi. Căng thẳng. Giống căng chưa?